Dạo này rất nhiều bác gọi em về máy cắt hai đầu để cắt nan pallet. Thì cái dòng máy này nó rất nhiều loại các bác nhé. Nó sản xuất theo yêu cầu các bác định cắt cái nan to bao nhiêu, dài bao nhiêu, dài bao nhiêu. Và nhất là quan trọng nhất là cái chiều dài ấy, thì nhà máy nó sẽ phải sản xuất cái máy nó đảm bảo cắt được chiều dài theo yêu cầu. Vậy nên là cái giá thành sẽ khác nhau nhé. Giữa cái hàng cắt hai đầu về hàng nhà máy và hàng dựng bên ngoài khác nhau hoàn toàn. Nên là các bác muốn tham khảo chuyên sâu về máy thì cứ alo cho em. Em sẽ tư vấn hết mình cho các bác. Từ đấy mà các bác mua có nhu cầu muốn mua thì cho em cái khuôn tiền các bác định đầu tư là một này, các bác định cắt dài bao nhiêu để em chọn lựa máy em báo giá cho chuẩn.